Thưa quý vị, nông dân là chủ thể quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại Đà Nẵng, để phát huy vai trò của nông dân, các cấp hội nông dân thành phố đã xây dựng nhiều mô hình, phong trào hướng mạnh về cơ sở, nhất là tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Qua đó đã tạo sức lan tỏa, huy động sự vào cuộc tích cực của hội viên nông dân, góp phần mang đến diện mạo mới cho nông thôn Đà Nẵng. Thời gian qua, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang có phần bị chững lại. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp của các cấp hội nông dân, các địa phương đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực như xây dựng tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới hay nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã góp phần tôn tạo hàng chục tuyến đường nội đồng liên thôn, nâng cao các tiêu chí về cảnh quan môi trường trên địa bàn các xã. Đến nay thì xã Hòa Ninh đã đạt được 16 trên 19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí về giao thông, tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Đặc biệt thì với cái lễ phát động trồng cây trên các tuyến đường kiểu mẫu của hội nông dân thành phố phát động, đó là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực để góp phần đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp đối với xã Hòa Ninh. Đặc biệt trong thời gian đến, ngoài cái việc chăm sóc bảo vệ môi trường thì cái việc trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn xã Hòa Ninh sẽ được ra quân quyết liệt, rầm rộ và để tạo ra một bản sắc riêng đối với Hòa Ninh, đặc biệt là trồng hoa giấy trên các tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới trên địa bàn xã. Thì giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ ban hành cái tiêu chí bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thì để tham gia cùng với thành phố cũng như huyện Hòa Vang, chúng tôi phát động xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Đây là một trong những tiêu chí để góp phần vào hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Và hội chúng tôi cũng đã chỉ đạo hội nhân các cấp từ thành phố đến xã, phường, chi tổ hội là cộng cái tiêu chí nó phù hợp với các cấp hội để tổ chức triển khai thực hiện và thể hiện được cái vai trò chủ thể của người nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Cũng theo hội nông dân thành phố, điểm mới của các chương trình năm nay là tập trung về các địa bàn vùng sâu vùng xa như xã Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Sơn, bởi những địa phương này thường có nhiều phong trào về xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, đồng thời cũng là địa bàn có nhiều cán bộ hội viên nông dân. Vì vậy, việc phát động sẽ mang lại sức lan tỏa lớn hơn, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới thì được triển khai trên địa bàn huyện Hòa Vang là chủ yếu. Trên đó thì các xã ở miền núi như Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Bắc thì chúng tôi sẽ ưu tiên để mà hỗ trợ các chương trình như trồng cây cảnh quan, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng các mô hình để xóa đói giảm nghèo, giúp cho người nông dân nâng cao mức sống của mình để thụ hưởng những kết quả do chương trình nông thôn mới đem lại. Đến thời điểm này, Hội Nông dân thành phố đã hoàn thành việc phát động ra quân xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới tại huyện Hòa Vang. Nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, thời gian tới hội sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chương trình mới hơn, tập trung vào những tiêu chí quan trọng như vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp sạch, góp phần đưa chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thường xuyên của cán bộ, hội viên nông dân thành phố.